Rồi em xin chào quý cô chú anh chị mình ha. Thì hôm nay vừa em tiếp tục lên Zalo với cô chú anh chị mình kim quýt Mỹ nha cô chú anh chị. Lùm lực, siêu lùm lực, siêu mini. Đế đẹp luôn. Nhìn nó cũng theo hao theo cái dáng chật lát như cô chú anh chị. Kẹt chật lát. Mấy cọng đế trắng nữa nè. Cuốn thẹo lại hết nè. Cuốn rất là dữ luôn nha. Đế quái lắm nè. Nó vừa quái mà nó vừa lùm. Quái lùm cái đế cái cây. Cây. Lóng tài rồi nha. À. Góc to củ quái mã này mã C1 nha cô chú anh chị, này kim quýt Mỹ nha, dòng này xiên trái lắm ha. Đó, lá nó nhuyễn mà gai nó ngắn ngắn chứ không phải là gai dài nha cô chú anh chị. Đầm thời gian nó ra hoa trái nha. Đây em cho cô chú anh chị mình xem, em cầm gọn lòng bàn tay em ha, mã C1 nè. Đẹp lắm. Đây, cái đít này sao cũng có mới dễ có quấn gãy nữa. Cái phơm đây rất là dày phơm này, chà nó ra bông cái trái kêu quýt Mỹ, nó xin cho bông cái trái lắm. Dàn xương bên dưới nha cô chú anh chị, chỉ làm cái kỳ chữ. Rồi đem xây một cái vòng nữa làm báo một số mã C1 nha cô chú anh chị, làm báo một số mã C1 nha. Mình có qua cái eo đây, hôm đâu quanh eo thôi nha, quanh eo nó. Ôi. Quần eo nó đây là 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao nó là 9 ha. Nó hết tán ngang. Hết tán ngang nó là 22. Thì mã C1 này em Zalo với quý cô chú anh chị mình là 350k nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu nha cô chú anh chị. Kim quýt Mỹ mã C1 ha. 350k bao ship. Rồi, giờ em lên tiếp mã C2 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã C2 nha cô chú anh chị. Quá trời cái này, nhấn bay bay. Bay thì củ đế nè, cứng chừng lắm nha. Mấy cái đọt này nó già là nó ra bông ra trái. Nên tiêu không có tỉa ha. Để lại. Đế này, đế nó quấn quấn dữ lắm. Quấn thành củ đặc ở đây luôn nha cô chú anh chị. Đây em cho cô chú anh chị mình xem dàn phơm đó nè. Cái này thấy cứ mini. Cầm gọn lòng bàn tay nha. Siêu mini kim quýt Mỹ, hàng này chắc có tụi em có không ai làm cây gì mà bán có mấy trăm ngàn à. cực quá phơm tàn đi cô chú anh chị. Rồi nhàn xương bên dưới đây, xương bên dưới đây ha. Rồi đem sang dòng nữa, em báo thông số mã C2 nha cô chú anh chị. Rồi đem báo thông số mã C2 ha. Đây, tổng hoành của cái củ đế nó ở đây là 11 ha. Rồi đo tới cái vành eo. Vành eo nó trên đây nó là 5 nha cô chú anh chị, 5.5 này ha. Chiều cao của cây nó là 8. Đó. Hết tán nó là 17 nha. Thì mã C2 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Đúng chuẩn như đi luôn. Cao chưa tới 10 cm ha. Rồi, giờ em lên tiếp mã C3 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã C3 nha cô chú anh chị. Củ đế nè. Quá đẹp. Quá. Đây là phơm dày lắm nha. Cái bài nhánh thực lắc lùng lực. Đúng lùng. Đây để dành cho cô chú anh chị mình xem dàn phơm của mã C3 nha. Phơm nó mịn lắm. Trời ơi mịn phơm lắm nè. Đây xương mình dưới đây. Tầm gọn là mình tay em ha. Mã C3 nha cô chú anh chị. Thì này mình chơi tầm thời gian nữa nó ra hoa trái nha. Rồi đem xây nhầm nữa rồi em báo thông số mã C3 ha. Rồi đem báo thông số mã C3 nha. Đây, tổng hoành củ đế nó ở đây là 12. Rồi em đã tiếp tới hoành eo ha. Quần eo nó ở đây là 5 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 9. Hết tán ngang nó là 19 nha. Thì mã C3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên tiếp mã C4 ha. Rồi em lên tiếp mã C4 nha cô chú anh chị. Mã C4 cũng là một cây kim quýt Mỹ ha. Đây nó quái, đây nó cục củ này bự nữa nha. Tiếu lắm.
nó lạ lạ, giếng lạ. Ngày nói chung là cây bài lừng lực á, một cái thế nó lạ thôi. Nè, như góc này cô chú anh chị mình thấy này, củ đây, củ trên đây nữa ha. À. Hàng quái. À, đem cho cô chú anh chị mình xem dàn phơm tàn nó đây. Phơm cực kỳ mịn. Đây là dàn xương ở dưới đây ha. Đó, yêu gần cô chú anh chị coi củ đế đã lắm nè, củ đế đã lắm nè ha, nó lạ lắm. Dưới đây nó quấn một cục đây, rồi trên đây một cục bụi chà bá trên đây luôn. Đó, là C4 nha, đây, cầm gọn lòng bàn tay nha cô chú anh chị. Đó, rồi để em xây dòng nữa em báo số mã C4 nha. Rồi để em báo số mã C4 nha cô chú anh chị. Tổng cái hoành củ đế nó ở đây á là 15. Rồi cái eo trên đây, cái eo trên đây nó là 8 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao của cây là 9 ha. Hết tán ngang là 18. Thì mã C4 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn ha. Rồi giờ em lên tiếp mã C5 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã C5 nha cô chú anh chị. Dễ nó lạ lắm. Nó lạ mà nó quái nè. Như gần cô chú anh chị xem. Cô đế mình nhìn gần mình thấy nó mới cái đồ ác của nó. Nếu mới nói... cái gì kiểu gì không biết luôn á. Ra mặt sau đây, sau đây có cái hẹo mà cắt cái hẹo để chơi cái cụ đế mà hẹo gãy nó bò bít luôn, hẹo nó cuốn rất là mạnh. Giờ bên mép nó cuốn hai mép lên. Dòng dung vít Mỹ này gãy gãy nó cuốn nhanh lắm. Đây, thì còn đế nữa nha cô chú anh chị. Còn nữa. Nhìn nó ác lắm nha. Mà nó thấy như cái núi vậy, nhìn sao sao. Đây nằm đây. Giờ để em xây cô chú anh chị mình xem. Dạ, đem cho cô chú anh chị xem lại phơm tàn nó đây ha. Đó, xương mình dưới đây. Cây nhìn lạ lạ lắm anh nha. Lùng lực. Trong gọn là bàn tay lưng mã C5 nha cô chú anh chị. Thì phần củ đế ở đây nó cũng còn nữa nè ha. Còn, chưa bôi ra hết. Đưa gần nó nhìn nó hai bên. Nhìn nó kỳ lạ. Kỳ lạ. Này xịt xịt chắc phải là lấy được nguyên cục luôn nè. Rồi để em xây nhầm nữa em báo con số mã C5 nha cô chú anh chị. Này, tổng hoành của cái củ đế nó ở đây là 13 ha. Cái cái này ha. Đây, cái này củ đế mà xích đây đi. Mình củ đế đây là 10. Cái eo nó nhỏ thôi. Chiều cao của cây, chiều cao cũng là 10 luôn ha. Hết cái tán ngang nó là 20 nha cô chú anh chị. Thì mã C5 này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình đó là 350k luôn nha. Là nhà vườn bên em bao ship cả cây lẫn chậu luôn hết. Thì mã C5 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay. Thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của bên em ha. Nếu như mà quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em ha. Rồi xin cảm ơn quý cô chú anh chị mình rất là nhiều ạ.